birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nguyện, ước nguyện đi chị, ước nguyện, ước nguyện. Thở đèn cày, 1, 2, 3. Thôi đằng nào mất công đội. Rồi đằng nào con mất công đội rồi ngồi xuống đi. Đằng nào mất công đội anh em lên nhờ. Đây cái gì vậy? Tổng giá trị ưu đãi trên 1 triệu. Anh tặng gì vậy? Cuốn lịch má. Trời ơi. Ráp bàn vô cho mấy anh này vô luôn đi nè. Vô luôn đi. Của em nhận hết. Vô luôn, vô luôn. Không, vô đi. Vô ngồi chung đi cho vui, đồ ăn nhiều lắm. Ráp đêm vô đẩy vô. Thiệt, đồ ăn nhiều lắm. Đâu rồi, Bu với lại bé Hụt Lu, con chăm anh gì. Đẩy thêm 2-3 bàn vô. Lẩu gì tùm lum bên đây nè. Ở đây nè. Anh Linh tặng một cái bánh kem. Quà sinh nhật của anh chứ đi thành phố hả? Đó. Quà của anh Tâm là phải mở ra liền, anh đâu biết hôm nay sinh nhật Trung Mi đâu. Không biết luôn á. Không biết gì. Ê coi chừng trời ơi. Bánh kem khủng khiếp không? Trời má. Rồi, mấy bánh kem của má lửa. Thật sự rồi chứ. Vô đi. Quay video rồi anh tặng cho túi rồi. Kì. Quà tặng như vậy đó, quà tặng cho tôi. Đi qua. Kìa xe ơi, chồng bà tặng kìa. Đã được một anh trai trong ba làm hot boy tặng cho một ký ổi nha ngày sinh nhật. Chị, em không có quà vui vẻ nha. Không mà chị cũng mấy chị mượn chị 500 đô. Trời chị em ở trong nhà mà chịu nó mượn em 500 đô cả nhà Hường. Không có tiền nha. Tưởng tưởng thiệt. Trời ơi kìa hạnh phúc vậy. Anh tặng mà nó dép vậy. Nè nè, dọn hết đi rồi bài lẩu bài gì ra kìa, một đống đồ ăn kìa bố. Phụ tao đi bố, làm đại đi. Vô ngồi chơi đi. Tao múc cái này xuống má cho hèm vậy. Chắc em vui dạ. Chéo ơi, Giang tặng đó nha. Ừ, đem đi qua bển nè. Rồi ra đây còn thêm cái bàn nữa nè. Dẹp cái này luôn đi. Cái này bánh tráng để lên. Ngon quá à. Bánh tráng là món ruột, bà đừng có sợ tôi bỏ. Đều là bánh tráng. Bữa nay vợ ông Tâm phải ngồi chờ bà từ nãy tới giờ mà coi coi tội nghiệp bả chưa? Trời ơi nó đẹp quá vậy má. Ừ ha. Vợ này trắng ra. Vợ này trắng ra. Thiệt. Không. Chị mà. Không phải chị rất chị phải không? Hôm nay vợ này trắng ra đẹp, nãy tính khen. Béo ơi, em ra tặng luôn. Béo hai kênh đã hả, dữ vậy. Béo hai kênh. Trời ơi, kìa. Bởi Nhi. Cái đây là phải đấu đùa, phải nên đi vào thi ghé được rồi, tức ghê. Xong kìa bảo qua ha. Bà nội Linh Anh chở mới về. Con với bà chạy ha, người ta tới cái chỗ. Rồi đi, bài đồ ăn lên đi, trời nhóc đồ ăn hết trơn. Thích thấy cũng dòng kia luôn, đảo. Đi gia đình được không? Đi gì vòng đó vậy? Đi kiếm cái gì đó, chồng đó. Kiếm gì đó hả? Cô em nhớ em cũng đâu có giá lắm mà Dung không đi, phải đi lộn đường đi lộn đường thôi ngồi đi nha. Dạ. Đây ngồi đi ngồi chơi với em nè. Kêu mấy ông nội này ngồi, kêu mấy ông nội này đứng qua cũng ngại kìa. Ngồi đi mấy ông nội lỉ hỏi lỉ rồi. Rút tóc là gì vậy? Nó dỗ vô. Em mới dỗ nó la anh lên dỗ cái nữa coi. Nhắn dùm eo cao nè, cao tiếng chúc mừng Dung Minh sinh nhật nha. Cao tiếng chúc mừng kìa. Cao tiếng. Hello, cảm ơn cao tiếng rất là nhiều. Đủ bia không? Như đây đủ không? Hay là mua thêm? Tới đó tôi nhậu luôn nè, Hường. 5 giờ ra sân bay đó, 7 giờ bay đó. Bởi tôi không dám nhậu đó, không là nãy giờ tôi nhậu rồi. Bà là ngay hôm nay hỏi cái vụ ấy luôn. Em xin ai nhậu thì nhậu đi, tôi trả tiền bia cho chứ tôi không nhậu. Em đi hát, dạ có anh kia, anh rất là thương em, anh tặng cho em viên thuốc ngừa thai nha. Em nói thiệt mà. Nó giỡn với cái này hóc môn của em, muốn cái đẹp gì nè. Cua chia ra hai đầu đi. Cua ăn được không dạ? Ăn được. Bà ăn được mà má. À được, ăn được hết, có gì cũng được. Bình thường thôi. Ai nhắn tin nè. Cần gì đâu, vô ăn cho vui thôi. Ngồi chơi vui. Không cần gì hết. Đầy đủ hết rồi. Có đi mỗi bánh kem ngày. Mọi thứ đã sẵn sàng. Chuyên cắm nè. Bệnh kệ đi. Nhà, cái dù sao cũng có tuổi rồi. Cái quá. Đấy là nha, chúc chị về nơi xa hang nghỉ nha chị nha. Cuộc sống này sống nay chết mai chị hiểu không?
chị kệ đi chị. Không sao đâu. Tuổi của chị tới đó. Ủa, gì vậy? Đâu vậy? Không sao đâu cưng, thì ăn miếng trả miếng thôi. Cưng nên nhớ kỹ là chị trước cưng rồi cưng thắng. Người ta thường nói tháng 5 đi trước, tháng 10 đi sau. Mà chị 12 thì cưng thắng 1. Có nửa tháng nữa chứ nhiều. Ủa là sao má? Tự nhiên bà nói gì kỳ vậy má? Tôi nãy giờ tôi đâu có làm gì bà đâu. Bây giờ mấy anh nhậu phải không? Em nhậu. Ok. Kè, có mua bia rồi kìa. Chưa, anh đưa nến em mới thổi được. Anh đưa đèn cày em mới thổi được. Anh cũng có đèn cày. Nến. Vậy chứ cái này là cái gì? Mày cắm nhiều quá gió thổi tắt hết trơn à má. Mày chùi người ta như ngọn đèn trước gió rồi gió tắt nó tắt hết vậy bà nội. Hello chị Yumi Vũ Thiên, chúc chị Yumi sinh nhật rất dễ dàng. Cảm ơn Vũ Thiên rất là nhiều. Làm tham cái liệt thiệp nha, làm tham cái liệt. Ngồi đấy chị. Là sao nè. Đây đây đây, cà phê hiểu không? Nếu mà làm cho anh quay mới được. Cho anh quay đi nè. Đã dặn cho anh năm rồi biết. Anh Khánh ơi, kêu Trí Tử tặng Super Chat được không chưa? Anh Trí có tặng Super Chat lần nào chưa, Nguy Béo? Anh Trí ơi, anh Trí tặng thử giùm em Super Chat thử nghiệm cho anh Trí coi. Rồi nè, thổi đèn cày nè, mọi người chuẩn bị hát Happy Birthday nha. Ai lấy cái này, lấy cái này. Không không á, bỏ chung hai cái luôn. Một cái thôi mà. Hết, đủ nè, hết. Nhưng mà không, bà tắt đèn cày. Không có tắt, ở đây tôi làm cho bà coi. Được, nè, cứ vậy đi nè. Cả tao nó ạc tỷ đó, cái nó không không có ạc tỷ đâu. Cái này, Đi vậy luôn đúng không? Đúng không? Đi làm cái này hả? Ờ, từ đầu khoan khỏi cái này, không cái này, cái đó thôi. Một cái thôi. Khánh Cao vừa livestream vừa là MC nha. Dẹp cái đó trước đi. MC chúc mừng cho sinh nhật cho Yumi luôn nha. Cái này trước hiểu không? Đừng có ngu quá. Đình khinh nha má. Nằm khăm đầu khâu đình khinh. Chuẩn bị nha. Rất là quan trọng. Chuẩn bị hát Happy Birthday mấy anh ơi, mấy anh chồng của Yumi lại gần đây nè. Lại thổi nến là hôm luôn nay nè. Sinh nhật lần thứ mấy của Yumi? À, sinh nhật lần thứ 18. 18 năm dạ. Thì giờ Yumi chàng trai rất là dễ thương. Rồi chưa? Rồi bắt đầu nha. 2 3. Rồi tự nhiên tắt đài luôn vậy. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Nguyện ước nguyện đi chị, ước nguyện, ước nguyện. Thổi đèn cày 1 2 3. Ủa em đổi giùm chị mà chị làm gì kỳ vậy chị? Ủa em đổi giùm chị mà chị làm gì kỳ vậy? Trời ơi là trời. Ủa không rồi đó. Làm sao năm sau sao chia sẻ chuyện. Cái này thì bí mật với anh, tự nhiên cái ước nguyện của mình bây giờ cái. Nó đánh em kìa. Cái này là một cái clip mà của hai chị em ở trên mạng là hỏi bánh kem cho nó. Lấy cái bánh kem mới cho anh còn bánh kem nãy nữa. Thôi nha, chứ bánh kem nãy đâu, bánh kem nãy đâu. Đó, ủa chứ phải không, không có sự ơi. Nghe anh Trí Trần xem mà chúc Yumi vui vẻ nha. Nhưng mà thiệt đó, đó là thiệt. Không, cái này là để lên luôn, để lên luôn nha cả nhà. Nó đánh thiệt đó, nó nắm đầu đánh thiệt đó. Đây là cái ý tưởng trong một cái clip là hai chị em thân thích nhau quá rồi sinh nhật em con này thổi nha. Đó. Làm lại đi. Sao em có quay clip em đăng lên liền giờ đó. Giờ đến thời điểm này em chia sẻ là em với Yumi đã gắn kết với nhau bao lâu rồi? Em hai đứa em thì gắn kết với nhau thì cũng 20 mấy năm rồi, khoảng 28 năm anh. Lúc còn thì lúc đó, đó hả? Dạ lúc đó không, em năm nay 28. Em năm nay là 18 tuổi nên gắn kết nhau 20 mấy năm còn trong bụng mẹ lận. Tượng hình thì biết sẵn BD mình vậy rồi cho nên nó khùng cái điên á. Dạ. Cái này mà mày thổi một lần nữa cái sóng mũi mà đi theo đó, tao cho mày hay trước cái sóng mũi giống cái lưỡi liềm lắm đó. Vô mày sinh nhật á, người ta lấy cái hình mà còn mới tuồn tuồn ở trùng ra, tao hay khoe lắm, chiếu chiếu lên màn hình á để coi cái. Đúng rồi. Coi xưa Yumi mới đó. Đây hình ảnh của em ngày xưa nha cả nhà nha, thật sự nói đi à. Thật em cũng không dám chia sẻ gì nhiều, lúc em đi thi hoa hậu cho nên là không có được đẹp mấy. Mọi người nhớ luôn. Đi đó hả? Sao cái đầu. Ồ cái hình hồi xưa kìa. Thật sự hình hồi xưa lúc mà hình ai vậy má, hình chị đàng hoàng mặt đầm nè, đi qua hậu lúc đó, ba đánh chứ bộ ba không có cho làm bóng cái là em chia sẻ nhưng mà cãi không làm bóng mà đưa lên mở cái điện thoại nè thôi cãi trời á, đi thi qua hậu nhưng mà không có đọc giải. Dạ cũng rất là may còn lại tấm hình đó. Cái màn hình của Yumi nó bị kiến á, kiến bao nhiêu linh dễ sợ đem đi bánh sợ không.
biết đâu, đâu có biết mọi người bất ngờ với em vậy đâu, thật sự đó. Em còn không có cái gì trong người nữa nè. Trong super chat thì nó hiện lên không em? Mai ra còn nóng quá hả? Đừng mà, quan thượng. Tại vì hồi nãy giờ ai cũng nói tính năng super chat của em bị tắt anh chứ. Đèn cày giống có bông nhưng mà đèn cày nó khó tắt hơn cái đèn cày này. Cái này đó, đèn cày nó mới đẹp. Nó phá bông á. Rồi đó má, ước nguyện đi má. Mày làm chập máy nữa. Không có làm. Cái này là không có làm, ước đi rồi tự thổi. Ước nguyện. Cái này là ước nguyện nó cày quặp mà luôn. Thôi tắt má ơi. Thôi đi ra. Ước nguyện. Thấy chưa, nó thổi nó đấy chưa. Tại vì bà thổi nó không tắt. Tại bà thổi nó không tắt, người ta mới thổi giùm. Con người bà ngộ quá trời ngộ à. Tại vì bữa nay chị hát hết hơi. Thôi bây giờ cả nhà vô ăn sinh nhật với em nha, vui vẻ nói chuyện. Rồi, vui vẻ đi mọi người ơi, ăn bánh kem, nhủ quên ăn luôn ăn là. Lấy tẩy giùm. Nhậu nè. Nhậu đi kìa. Dạ ăn chưa em. Mày không biết điều rồi. Bỏ cái bánh kem lên trên tủ đi, hồi nữa xẻ. Đâu có ăn đâu. Còn đây hả? Không ăn thì cũng phải ngồi chơi. Anh Thành Tô ơi, em tính năng em bị bà tắt super chat hay gì anh Thành Tô. Ê phải cảm ơn cảm ơn chưa vậy? Rồi. Đây đây hộp quẹt của ai nè? Phải làm tôi thật sự mà nào. Chia ly ra luôn đi rồi. Rồi xin cảm ơn cả nhà mình đã luôn. Cháo khét. Cháo khét kìa. Bội Nhi và đặc biệt hơn nữa là cảm ơn các anh chị em đằng ta mình gọi là các anh chị em mà đã luôn đồng hành với các bên chiên hai chị em, đặc biệt là đổ chưa đổ vô hai lon một lon đi đó đó hai ly một lon có nhỏ đó. Em xin cảm ơn nhiều quá, rất là nhiều đến quận tàu thể của chúa chân chặt ta ở nước ngoài cũng như là ở trong nước đã luôn yêu thương Dung Mi Bội Nhi, đặc biệt vô ngồi vô ăn tiếp cháo là tấm liền rồi Bội Nhi và mấy anh YouTube hôm nay là anh Trí Trần. Cảm ơn anh Trí Trần rất là nhiều và thật một lần nữa đi không biết nói gì ngoài cái này là những lời cảm ơn chân thành nhất của em đến với cô chú anh chị em gần xa và đã luôn yêu thương nhờ yêu quý em cũng như là luôn yêu thương tay cáo viên chuyên Dung Mi và Bội Nhi hai chị em. Cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn anh Trí rất là nhiều. Mọi người ơi, xem hai chị em tụi em thì nhớ like, subscribe kênh ủng hộ hai chị em tụi em nha. Còn bây giờ thì không làm mất thời gian nữa, xin mời mọi người nhập tiệc. Vô nè, vô nè, vô đây em ngồi đây với mấy anh. Vô, đi đâu vậy, nhỉnh gì vậy?